Who has money in the stock market? Trong vòng chúng ta đây có ai bỏ tiền ở trong thị trường chứng khoán không? Có ai giơ tay lên? Bây giờ nó đau quá. Đau quá. Okay. Well, we get the gist of it. Okay, bây giờ là mình học những cái gà đâu gà mà gáy trưa làm sao, người Việt Nam mình nói gà gáy trưa thì sao hả? Gà gáy gỡ, gà gáy gỡ hả? Con gà mà gáy trưa thì ở người Nam có một cái câu khác, Thúy biết không? Đúng rồi, gà gáy trưa là có người không có chồng mà có chữ á trong xóm. Hồi nhỏ tôi nghe vậy thôi. Ok. Cũng là lai lai đàn bà. Đúng rồi. Xấu đàn bà không? Ok. Cái vocabulary này nó hơi... Cái tờ mà tôi cho đó nó rắc rối, mình không có cần thiết lắm. Nhưng mà chỉ có vài cái là quan trọng thôi. Ví dụ như... chữ mortgage thì ai cũng hiểu hết rồi phải không? Ok, tumbling shares. Tumbling là lăn xuống à. Tumbling là nhào lăn xuống. Chúng ta đọc chữ đó. Lăn xuống. Lăn xuống. Lăn từng nấc xuống là tumbling. To tumble. Tumbling down. Động từ là to tumble. Chúng ta đọc chữ này. Tumble. Tumble. Trong chữ tumbling shares thì là chữ này đổi thành adjective. Tumbling shares. Shares là chia cổ phần đó. Mortgage thì chúng ta biết rồi, nhưng mà chúng ta tập đọc chữ đó đi. Mortgage. Mortgage. Không có đọc chữ này, không có đọc chữ T nhá. Mortgage. Mortgage. Nhưng mà phải có chữ T. Mortgage. I have no mortgage. Bây giờ chữ câu số 3 là to cut back on something. Cái này là chúng ta cần cái học cái phrase này là to cut back. Nhớ không? Cut back là... Cut là... Cut back là tỉa lại. Hàng rào mà nó mọc tùm lum thì chúng ta phải làm gì? Cut back. Tức là... trim, cắt cho nó bớt trở lại. Cut back. Cut back on something. Cut back nhớ là có chữ on ha. Cái này là... chúng ta kêu là gì? Tiết kiệm lại đó. Tiết kiệm lại, cut back. Ví dụ như budget, tài khoá của California thì bị cut back on cái gì đó, cut back on the budget, state budget. I have to cut back on entertainment, trong phải không? Khi mà thời buổi khó khăn ha, chúng ta thường thường là cắt giảm. Đúng rồi, chữ này là chữ cắt giảm. Cut back là cắt giảm. On entertainment. On entertainment. Không có đi vũ trường nữa. Không có đi xem phim. Không có đi giải trí. Ok, chúng ta đọc chữ này. Entertainment. Entertainment. Nhấn mạnh chữ này ha. Entertainment. Entertainment. Entertainment là giải trí, cắt giảm về mục giải trí. Giải trí là có gì? Vũ trường, dancing, đi movie, đi ăn ở ngoài, eat out, dinner, sushi.
Phước Long Thọ có tốn tiền, Phước Long Thọ đi một vòng có tốn tiền. Đúng. Không có tốn, đi bộ. Ăn ở ngoài, ăn mà đi ăn tiệm là to eat out. It's out. Đi ăn ở ngoài. Eat out. Ăn nhà hàng. Ăn nhà hàng, nước là không có nấu ở nhà đó. Dùng cái nấu gì? Every day. Eat out. Yeah, to eat out. Yes. To movies. Dancing. I don't do that, so I don't even think of it. Dancing. Concert. Show. Live show. Shopping. Oh, mấy cái này đụng vô mấy bà chịu không được đâu. Ok. I never shopping. Ok, rồi. Bây giờ câu số 4 là staple goods. Staple là những cái gì mà không có không được, những cái căn bản như là gì? Gạo, nước mắm, phải không? Người Việt Nam mình đó là không cần biết gì hết, chỉ có một bao gạo và có vài cái thùng nước mắm là yên chí lớn, phải không? Chị dầu cũng được. Vài hũ chao nữa hả? Chao đi, chao. Okay, so those are staple. Okay. Chúng ta đọc. Staple. Never heard of staple. Đối với người Mỹ, for the white people, bread and potatoes. Yeah. Now, người ta nói là bread, butter. Bread and butter, bread and potatoes. The staple. Staple goods. Goods là hàng hóa. Khi luôn luôn có chữ S là có là hàng hóa. Goods, stuff, staple thì đối với mình là rice, fish sauce, fish sauce, soy sauce. Oh, we don't even need that. Rice, fish sauce, and salt, some sugar, right? Sugar. Lemon. Oh, yeah, làm nước mắm hả? Yes, nước mắm tỏi hả? Okay. Pepper. So these things are staple for us, right? Yeah. Okay, for the white people, can be bread. Bread. Butter. Oh, house with children, potato. They make milk. Yes. Potato? Potatoes, yes. Onion. Onion, okay. Pizza. Okay. No, pizza is not staple. Expensive. No, pizza is very expensive, yeah. Okay. So, chúng ta đọc chữ này coi. Staple. 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 Goods. 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 Staple goods. Staple goods. A potent factor. Factor là một yếu tố, potent là có hiệu lực, mạnh, một yếu tố mạnh. Potent là mạnh chất lượng đó, là mạnh đó. Potent. Strong. Powerful. Yeah? Strong, powerful là potent. Factor là yếu tố. Chúng ta đọc chữ này coi. Potent. 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 Factor. Factor. Hard to see back in the red. With the red? Okay. There. You go. Black belt. You go.
Okay. Bây giờ chúng ta học một chữ nữa rồi chúng ta qua cái bài kia cho nó đỡ ớn như này nha. Chữ inevitably, inevitably. Tức là không tránh được, không chẳng đặng đừng, không có làm sao mà tránh khỏi á. Chắc chắn sẽ xảy ra đó. Inevitable. Inevitable.